Cú sút của Văn Quyến, được rồi. Tỷ số là 1-0 dành cho Simanza VCDB. Đó chắc chắn là một bàn thắng mà các tình mà rất đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều chờ đợi. Một khoảnh khắc tỏa sáng như thế này của Văn Quyến, vẫn còn đó những tố chất của một cầu thủ được coi là tài năng nhất một thời của bóng đá Việt Nam. Một cú đá phạt quá đầu nghệ và thì Danh Ngọc cũng đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt từ một tình huống hơi chếch ở bên phía cánh trái. Văn Quyến, một trận đấu tuyệt vời của Văn Quyến. Tất cả những phẩm chất của Quyến ngày xưa giờ đây đã được cầu thủ này thể hiện lại ở trong những phút vừa qua của trận đấu với Hoàng Gia Lai. Đó là tầm quan sát, đó là sự tinh tế, trình độ kỹ thuật và khả năng ghi được những bàn thắng mà có lẽ là nhiều người nghĩ rằng trên sân cầu Việt Nam chỉ có Quyến mới làm được. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho xi măng giới với Sơn Ninh Bình trong một quyết định xử lý đầy ngẫu hứng của Văn Quyến. Một bàn thắng mà xem đi xem lại sẽ không hề thấy chán. Đường truyền của Santiago Musa rất vừa tầm đối với tình huống